bài viết về 15 chủ đề hay gặp trong tiếng Anh. Chủ đề đầu tiên nó là nói về một chương trình TV mà bạn từng xem. Chủ đề thứ hai là miêu tả một công ty nhỏ nhưng thành công mà bạn biết. Chủ đề thứ ba là miêu tả một người ăn mặc hợp thời trang. Chủ đề thứ tư nói về một nơi bạn tới để đọc và viết. Chủ đề thứ năm nói về một lần bạn và bạn của mình bất đồng. Chủ đề thứ sáu nói về một món quà mà bạn tốn nhiều tâm sức để chọn. Chủ đề thứ bảy nói về một thay đổi sẽ giúp nơi bạn sống phát triển. Chủ đề thứ tám nói về một giai đoạn mà bạn thích. Chủ đề thứ chín kể về khi một đứa trẻ khiến bạn cười. Chủ đề thứ 10, miêu tả một nơi lý tưởng để đi du lịch, đi nghỉ dưỡng. Chủ đề thứ 11, nói về một công việc bạn từng làm. Chủ đề thứ 12, nói về một chuyến đi thực tế mà bạn đã từng trải qua. Chủ đề thứ 13, mô tả một tấm ảnh trong gia đình bạn. Chủ đề thứ 14, nói về lúc bạn bất ngờ khi gặp lại một người. Chủ đề thứ 15, mô tả một món đồ chơi bạn có khi còn nhỏ. But I'm lost.